Cô gái này vừa bước ra ngoài cửa thì đột nhiên có một cậu thanh niên tiến tới đòi vạch áo của cô lên để xem bụng, và cái kết là anh bị cô sút vào hạ bộ suýt thì toi luôn cả giống. Ôi trời ơi, cái con kiêu của tôi đang thốn tới tận rốn lại còn bị cô gái cho ăn một trận tổng xỉ vả là đồ bệnh hoạn. Anh muốn phản bác nhưng không thể nói lại được với cái mồm như loa phóng thanh của cô gái. Nhìn thấy cô gái rời đi thì anh lại lập tức đứng lên và kéo cô lại. Anh ta nhất quyết phải xem bằng được cái bụng của cô. Cô gái vô cùng bực mình, thế là cô dùng môn võ đã thất truyền từ lâu dạy cho anh ta một bài học. Lần này đúng là anh chàng này đã chọc nhầm người, chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào truyền nhân mười mấy đời của môn võ Thiết Đầu Công. Cũng may là bác Ha có việc gấp nên phải đi ngay, nếu không lần này chắc Hae-jun bị combat full combo thì vỡ cả alo cũng chẳng vừa. Hóa ra là hôm trước khi anh vừa mới đi du học trở về, thì thấy cô gái với cái bụng chửa vượt mặt đang làm loạn ở công ty đòi gặp ông nội, anh tưởng cái thai đó là do ông nội mà ra. Ngay ngày hôm sau, anh lại vô tình thấy cô với cái bụng phẳng đét đi vào một khu nhà trọ, anh vốn tưởng rằng cô gái đó mang thai giả để lừa ông nội. Nói một cách khác, đó là anh coi cô như một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp, bởi vậy mà anh ta mới một mực muốn xem cái bụng kia của cô gái. Nhưng anh đâu có biết rằng, ngay sau ngày cô đến công ty tìm chủ tịch đó, cô đã hạ sinh được một em bé vô cùng đáng yêu. Không lâu sau, khi cô đưa con đến bệnh viện để tiêm phòng, lúc đang ngồi đợi gọi đến lượt của mình, cô gái tên Bắc Ha bỗng thấy bụng đau dữ dội, đau đến mức phải hét lên một tiếng thất thanh. Hành động bất ngờ này khiến mọi người nhìn cô một cách kỳ lạ. Cô biết mình đang bị Tào Tháo đuổi, nhưng vì đang cõng đứa con trên lưng nên cô đành phải cố nhịn. Tuy nhiên, chuyện đau bụng đi ngoài đâu phải muốn là nhịn được. Lúc này cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong góc, Bắc Ha như vớ được phao cứu sinh. Rất xin lỗi, anh có thể trông con cho tôi một lúc không? Không chờ anh ta đồng ý, cô liền cởi dây nhét đứa bé vào trong lòng anh, sau đó chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Đường đường là một thiếu gia nhà tài phiệt, sao anh biết trông trẻ như thế nào cơ chứ? Vì thế anh hỏi bà cô bên cạnh cách bế trẻ con cho đúng. Không ngờ anh bị bà cô mắng té tát. Đúng lúc này y tá đi ra, cô y tá cho rằng Hae-jun là bố đứa bé. Cô bảo anh nhanh chóng bế con vào trong để tiêm. Không còn cách nào khác, Hae-jun đành phải luống ca luống cuống bế đứa bé vào gặp bác sĩ. Nhưng khi nhìn thấy đầu kim nhọn hoắc trên tay bác sĩ thì anh lại thấy lo lắng. Ô chờ đã, xin hãy nhẹ tay thôi, đừng làm em bé đau. Nhưng khi bác sĩ lại gần anh lại lập tức hoảng loạn, sợ thuốc không an toàn. Bác sĩ nhẫn nại giải thích với anh rằng thuốc này tuyệt đối an toàn, nên anh hãy yên tâm. Không ngờ anh vẫn không yên tâm, anh lại hỏi bác sĩ, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Anh hỏi vặn vẹo như vậy khiến bác sĩ và y tá cũng đến hạn hán lời. Vào lúc này, bác Ha đã giải quyết xong cái bụng vội vàng chạy vào. Y tá thấy bác Ha quay lại liền khen Hae-jun là một ông bố rất cẩn thận. Cô bảo ai là bố đứa bé, vậy anh không phải bố cháu bé sao? Tất nhiên không phải rồi. Sau một hồi hiểu lầm, bác Ha bế con cảm ơn Hae-jun. Vừa rồi tiếp xúc một lúc, Hae-jun cũng có cảm tình với đứa bé. Nhưng khi đối mặt với bác Ha, anh lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu sau đó rời đi. Tuy nhiên khi đang trên đường về, thì Hae-jun nhìn thấy bác Ha một mình bế đứa bé. Anh lo lắng đứa bé sẽ bị cảm lạnh. Anh liền dừng xe sau đó thúc giục bác Ha lên xe để anh đưa cô về. Nhưng đi chưa được bao lâu thì Hae-jun đã phải hối hận. Anh đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Mùi gì thúi vậy? Bác Ha ấp úng giải thích là vì đứa bé vừa ị đùn. Mùi hương càng ngày càng xông thẳng lên thiên linh, làm Hae-jun muốn sụp đổ, nhưng vì sợ đứa bé bị cảm lạnh nên anh đành phải đóng cửa lại. Thật vất vả mới đưa hai mẹ con về đến nhà, Hae-jun cầu nguyện để anh sau này không bao giờ gặp lại bác Ha nữa. Tuy nhiên thế sự làm sao lường trước được, mối nhân duyên của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hae-jun trở về nước với tư cách người kế thừa công ty nghìn tỷ, một lòng vì ông nội mà cố gắng gây dựng tập đoàn khách sạn lớn mạnh hơn. Vì công việc quá nhiều mà Hae-jun không có thời gian tập thể dục một thời gian dài. Nâng cục tạ nặng vài ký thôi mà giờ đây với anh rất khó khăn, mà cảnh này được mẹ bác Ha làm thêm kiếm tiền nuôi con nhìn thấy. Ngay khi Hae-jun giằng co với cục tạ gần tắc thở chết, thì bác Ha đến nhẹ nhàng đặt thanh tạ trở về chỗ cũ, sau đó còn chỉ dạy cho Hae-jun kỹ xảo dùng lực. Anh phải đẩy lực từ dạ dày, sau đó như thế này này, đã hiểu chưa? Thao tác này khiến Hae-jun sợ đến choáng váng, bác Ha chỉ là có lòng giúp đỡ. Nhưng trong mắt Hae-jun thì bác Ha chỉ muốn như chế nhạo anh mà thôi. Người quản lý thấy vậy liền sa thải bác Ha. Nhưng bác Ha nhanh chóng tìm được một công việc mới tại sân golf. Lại không nghĩ tới cô vô tình ném trái bóng vừa hay đập trúng chân Hae-jun, người đang đi thị sát. Bác Ha sau khi nhìn thấy định lẻn đi, nhưng lại bị Hae-jun bắt tại trận. Ôi ôi! Nhìn xem đây là ai này, Hae-jun tự hỏi tại sao bác Ha luôn lảng vảng trong khách sạn của mình. Bác Ha phản bác rằng cô chỉ đang làm việc để kiếm tiền mua sữa cho con thôi. Mà có liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh là chủ khách sạn này sao? Đúng vậy, khách sạn này là của tôi, bác Ha vốn không tin. Nhưng khi nghe Hae-jun nói anh là cháu trai duy nhất của chủ tịch, thì cảm xúc của bác Ha đột nhiên thay đổi. Hae-jun vốn tưởng rằng anh lần này hoàn toàn thoát khỏi bác Ha. Nhưng không ngờ,
Sáng hôm sau anh lại phát hiện Bác Ha được thuê làm thư ký cho chị dâu của mình. Hae-jun lúc này cảm thấy ớn lạnh, còn Bác Ha thì vui vẻ chào hỏi Hae-jun một cách hớn hở. Lại chuyện gì nữa đây? Hello, chào buổi sáng tốt lành nhé. Chắc tôi chết mất thôi. Một lúc sau, Bác Ha vì chuyện riêng tư mà đánh nhau với cháu gái của chủ tịch. Hae-jun vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy một màn ẩu đả vô cùng gay cấn. Anh không muốn để bản thân dây vào những chuyện không đâu, nhưng nghĩ đến tính tình nóng nảy của chị gái họ thì anh lại đành phải ra mặt ngăn cản vì sợ Bác Ha không đánh lại chị gái họ của mình. Hae-jun sau đó đưa Bác Ha ra ngoài giáo huấn, không biết cô lấy tự tin ở đâu ra lại dám túm tóc xếp mình như vậy, mà nếu đã đánh phải đánh cho thắng. Tại sao lại để bản thân thành ra như thế này? Chưa dứt câu thì phát hiện Bác Ha bị chảy máu mũi. Bác Ha tùy tiện trực tiếp lấy tay quẹt tới quẹt lui. Hae-jun nhìn thấy bất lực liền lấy khăn tay của anh ra, rồi cẩn thận lau lại cho cô. Đột nhiên bầu không khí của hai người có chút e thẹn. Hae-jun ngại ngùng lập tức chạy trốn khỏi đó. Mà chị gái họ của Hae-jun sau đó lạm dụng quyền lực, cố tình gây khó dễ cho Bác Ha, bắt Bác Ha chạy việc vặt tới lui cả một ngày trời. Bác Ha sau một ngày bận rộn mới phát hiện chân mình đã xước sát chảy máu, nên chỉ có thể đi chân trần về nhà. Hae-jun vô tình nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, bên ngoài tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được mà dừng xe lại. Nhìn Bác Ha đi bộ lắc lư, anh còn tưởng cô đã uống rượu, công việc tôi làm từ sáng đến tối còn không hết, lấy thời gian đâu để uống rượu cơ chứ. Sau khi phát hiện chân Bác Ha bị thương, sợ cô đi chân trần sẽ bị nhiễm khuẩn, anh liền vội vàng mang giày thể thao của mình đến trước mặt cô. Sau khi từ chối nửa ngày thì Bác Ha cuối cùng cũng nhận ý tốt của Hae-jun. Tuy nhiên, ngay khi Hae-jun chuẩn bị buộc dây giày cho cô, Bác Ha liền né tránh, Hae-jun ngã xuống lúng túng tại chỗ. Không phải cô đang cố ý chơi tôi đấy chứ? Không, tôi không phải cố ý đâu. Sao anh lại phải buộc dây giày cho tôi? Tôi xin lỗi. Cuối cùng, Hae-jun vẫn cẩn thận buộc dây giày cho cô. Kích thước của giày tất nhiên là có hơi quá cỡ, nhưng dưới sự mài giũa của hai người thì đôi giày cũng trở nên vừa chân hơn. Hae-jun lúc này trêu Bác Ha rằng khi anh buộc dây giày cho cô thì suýt ngất xỉu trước mùi bàn chân nồng cháy ấy. Không nghĩ tới Bác Ha lại tin lời anh nói, liền vội vàng bê chân lên ngửi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trái tim của Hae-jun bỗng dưng lại rung động một cách lạ thường, đúng là đồ ngốc mà. Hae-jun không yên tâm nên quyết định đưa Bác Ha về nhà. Trong lúc Bác Ha đang ngủ, Hae-jun giúp cô tháo dây an toàn thì môi anh vô tình chạm vào môi cô, mà Bác Ha lúc nào không tỉnh lại chọn ngay lúc này mà mở mắt ra. Đối mặt với tình huống khó đỡ này, Hae-jun sợ tới mức thụt cả vòi voi, sau đó liên tục giải thích chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Không phải tôi chỉ muốn giúp cô cởi dây an toàn, tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mà so với sự kích động của Hae-jun, Bác Ha ngược lại bình tĩnh lạ thường. Cô ấy không bận tâm về những gì vừa xảy ra, mà chỉ cảm ơn Hae-jun đã đưa cô về nhà. Chỉ có Hae-jun lại vô cùng để ý nụ hôn vừa rồi, nhưng Bác Ha không thèm để ý nói cho anh hiểu, chuyện ngoài ý muốn. Đụng một cái không có gì là to tát cả. Bác Ha bị hôn nhưng rất thẳng thắn, mà lúc này Hae-jun lại ủy khuất giống như một đứa trẻ. Vậy tôi về nhé. Hae-jun trở về biệt thự, khi anh đang chuẩn bị xúc miệng thì bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Cộng thêm thái độ không ngại ngùng của Bác Ha làm cho anh sụp đổ tại chỗ. Ôi, khó chịu quá, khó chịu đến chết mất thôi. Cùng lúc đó Bác Ha lại thản nhiên ngồi chơi với con như chưa xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, Hae-jun vừa ra khỏi cửa thì thấy Bác Ha đang lau xe cho mình. Lúc này đối mặt với Bác Ha khiến anh mất tự nhiên, nên chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, để lại Bác Ha một mình với khuôn mặt ngơ ngác. Sau khi Hae-jun đến công ty thì không ngờ lại đụng phải Bác Ha, hết đường lui, anh liền vội vàng đóng cửa thang máy, nhưng cuối cùng anh cũng phải chào thua trước bàn chân vô địch thiên hạ của Bác Ha. Nhìn Bác Ha tiếp tục đến gần, Hae-jun lúc này giống như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái, sợ hãi rụt rè trốn ở một góc trong thang máy. Bác Ha nhìn ra Hae-jun có gì đó không ổn lắm, vì rõ ràng đang nói chuyện với cô, nhưng anh lại cố tình nhìn sang chỗ khác, nên chắc chắn Hae-jun vẫn còn ngại ngùng về chuyện hôm qua. Ha ha ha, chắc chắn là chuyện đó rồi, trời ơi, sao anh lại nghĩ nhiều như thế, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Anh có cần để tâm đến như vậy không? Bác Ha nói với anh rằng cô đã đem chuyện hôm qua xóa khỏi tâm trí của mình rồi, nên anh cũng quên nó đi, không cần phải cảm thấy có lỗi với cô đâu. Hae-jun lại nói rằng anh vốn không có ý đó, anh không làm gì sai nên không có gì phải xin lỗi cả. Cả hai bắt đầu không phục đối phương. Ai gu, anh cũng không phải hình mẫu lý tưởng của tôi đâu nhé. Điều này cũng vô tình khiến trái tim nhỏ bé của Hae-jun bị tổn thương. May mắn thay, sự xuất hiện của những người khác mới phá vỡ sự bối rối của anh trong thang máy. Hae-jun sau khi trở lại văn phòng quả thực càng nghĩ càng tức giận. Giám đốc à, anh không phải hình mẫu của tôi nữa chứ. Ôi trời, thiệt là tức chết mà. Hôm sau đại tiểu thư nhìn nhân viên đang vội vàng chuẩn bị thiệp mời, liền lập tức gọi cho Bác Ha, người mới tan làm về nhà. Bắt cô làm thêm giờ để hoàn thành đống thiệp mời một mình, Bác Ha vì để giữ được công việc hiện tại, đành phải mang theo con chạy tới công ty. Hae-jun định về nhà thì nghe được động tĩnh, nhìn củ cải nhỏ đến, anh bất giác lại tiến vào trạng thái của một người cha ấm áp, củ cải của chúng ta đến chơi sao,
Ôi, con trở nên béo hơn rồi này. Ý thức được có gì đó lạ lắm, Hae-jun lập tức trở lại trạng thái người lạ ơi, nhưng đứa trẻ cũng giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người. Để Bác Ha có thể trở về nhà sớm, Hae-jun đường đường là một giám đốc, lại giúp Bác Ha hoàn thành công việc nhỏ nhặt này. Tuy nhiên, mẹ Hae-jun nhìn con trai và Bác Ha thân thiết, bà ta liền lên kế hoạch để dạy cho Bác Ha một bài học. Bà yêu cầu Bác Ha đem bức tranh có giá trị lớn từ viện bảo tàng đến cho mình. Sau đó, trước khi ra khỏi viện bảo tàng, bà ta đã cố ý bật chế độ an ninh lên. Bác Ha, người không biết gì, vô tình kích hoạt hệ thống an ninh. Khi cô cố gắng để ra ngoài, em bé bị còi báo động làm cho sợ hãi liền khóc lớn. Nữ nhân độc ác này còn cố tình nói với nhân viên an ninh rằng ở viện bảo tàng có trộm. Chẳng bao lâu, các nhân viên an ninh đã đến chất vấn Bác Ha, tại sao giữa đêm lại ở đây, còn cầm bức tranh của viện bảo tàng trong tay nữa. Các anh đang làm gì vậy? Đừng nhúc nhích, nếu không cô sẽ bị bắn đấy. Không được đâu, con tôi vẫn đang ở đây. Cô đặt bức tranh xuống đi, sau đó giơ tay lên, nhanh lên. Cùng lúc đó, Hae-jun vô tình phát hiện túi sách và điện thoại di động của Bác Ha vẫn ở công ty. Do dự một hồi, anh quyết định đưa đồ đến nhà cho cô vì còn có đồ của củ cải trong giỏ. Trên đường đi, Hae-jun nhìn thấy có xe cảnh sát đi đến viện bảo tàng của nhà mình. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ Bác Ha vì tội trộm cắp, thì Hae-jun theo sát phía sau kịp thời chạy tới. Giám đốc à! Điều đầu tiên mà Hae-jun làm khi nhìn thấy Bác Ha là bảo vệ cô mà không hề chất vấn cô bất cứ điều gì. Sau khi Hae-jun xác nhận danh tính thì Bác Ha mới được thả ra. Dù không ai tin cô, nhưng Bác Ha vẫn muốn giải thích với Hae-jun, tôi thật sự đã không lấy nó. Chính hội trưởng đã dặn dò tôi đi đưa tranh. Nhưng khi cô tìm tờ giấy ghi địa chỉ thì không thể nào tìm thấy. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Hae-jun khiến cô như vỡ òa. Tôi tin cô. Trên đời làm gì có bà mẹ nào cõng con đi ăn trộm. Sự tin tưởng vô điều kiện của Hae-jun khiến Bác Ha vô cùng cảm động. Cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt không kiềm được mà cứ rơi xuống. Thấy Bác Ha như vậy, Hae-jun cũng rất buồn. Để Bác Ha có thể trút bỏ hết nỗi ấm ức, Hae-jun chủ động nói sẽ trông đứa bé, để cô ngồi trong xe khóc một trận. Để Bác Ha yên tâm, anh cho cô biết ở đây không có người, trong xe cũng cách âm, nên cô cứ khóc hết cỡ không sợ gì hết. Khoảnh khắc này Bác Ha cuối cùng đã bật khóc thật to. Bao nỗi lòng của một bà mẹ đơn thân phải nuôi con một mình, cô đã trút hết ra. Sau một hồi Bác Ha đã trở lại bình thường, Hae-jun lại trêu cô rằng vì sao cô khóc có một lúc mà lại chảy nhiều nước mũi thế, tôi lau rất kỹ rồi mà. Thấy Bác Ha nghiêm túc như vậy, Hae-jun không nhịn được bật cười. Trong buổi tối bình dị này, hai người đã xích lại gần hơn chút nữa. Khi họ chuẩn bị về, Hae-jun lại ngửi thấy một mùi quen thuộc. Bác Ha ngại ngùng định xuống xe thay bỉm cho con, nhưng Hae-jun lại lo đứa bé bị cảm lạnh nên lại bảo Bác Ha thay bỉm cho con trên xe. Ngày hôm sau tại công ty, Bác Ha rất biết ơn Hae-jun vì tất cả những gì anh đã làm. Phần ân tình này một ngày nào đó cô nhất định sẽ báo đáp. Nhưng Hae-jun, người đã có trong tay tất cả, nói rằng mình không cần, nhưng không ngờ tới bản thân lại tự vả vào mặt nhanh như vậy. Vì hôm nay anh tình cờ gặp lại bạn gái cũ và chồng chưa cưới của cô tại sảnh khách sạn, cả hai còn muốn tổ chức đám cưới tại khách sạn của anh. Vừa gặp mặt Hae-jun, bạn gái cũ còn buông nhiều lời công kích. Này đừng nói vì không quên được em mà đến giờ anh vẫn chưa kết hôn đấy nhé. Mà đúng lúc đó, Bác Ha giống như một vị cứu tinh xuất hiện trong tầm mắt của Hae-jun. Hae-jun vì muốn dằn mặt bạn gái cũ, nên anh ba chân bốn cẳng nhờ Bác Ha giả làm vợ chưa cưới của mình. Cô nói cô sẽ trả ơn tôi mà, phải không? Anh đang nói cái quần què gì thế hả? Hôm nay giả làm vợ chưa cưới của tôi một ngày thôi. Sau một hồi được chỉnh trang, không nghĩ tới Bác Ha từ một cô gái quê mùa, trong phút chốc đã biến thành nữ thần, khiến cho thiếu gia tài phiệt ngây người tại chỗ. Hae-jun không thể tin rằng đây chính là Bác Ha mà anh quen biết, mà Bác Ha bên này nhanh chóng nhập vai diễn một cách thành thục. Cách xưng hô thân mật này khiến cho Hae-jun cảm thấy xao xuyến. Để mọi chuyện không bị bại lộ, Hae-jun liền dặn dò Bác Ha, nếu có câu hỏi nào mà cô không trả lời được thì cũng đừng nói linh tinh, cứ đẩy qua hết để anh lo. Hae-jun không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, bảo Bác Ha đeo vào. Đúng là hợp thật đấy, vừa luôn này. Rất nhanh, hai người tay trong tay thật ăn ý xuất hiện. Bạn gái cũ không ngờ Hae-jun lại thật sự có vợ chưa cưới, mà chồng chưa cưới của cô ta còn khen Bác Ha xinh đẹp. Bạn gái cũ tức giận muốn làm cho Hae-jun bị bẽ mặt, mở miệng liền hỏi hai người quen biết nhau như thế nào. Bác Ha nhanh nhẹn đẩy câu hỏi qua cho Hae-jun. Hae-jun liền nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy Bác Ha thì anh đã nhất kiến trung tình, nên đã dốc hết sức theo đuổi Bác Ha cho bằng được. Kết quả bạn gái cũ dày mặt nói, ngày thứ 10 sau khi chia tay thì cô đã gặp được chồng chưa cưới hiện tại. 10 ngày sau khi chia tay sao, u là trời, cảm động ghê nhỉ. Hẹn hò một người trong 2 năm, đó là điều nên làm mà. Cưng à, em không phải là bạn gái xấu xa mà. Phải không? Tất nhiên là không rồi. Một màn trước mắt khiến Hae-jun và Bác Ha cạn lời. Để lật ngược tình thế, Bác Ha lập tức giơ ra nhận cưới giành lại thế thượng phong. Sau khi thức ăn được đưa lên, cặp tình nhân lại tiếp tục thể hiện ân ái.
Haejun không chút yếu thế, tưởng gì chứ cái trò này tôi cũng làm được này. Bạn gái cũ không cam tâm, muốn khiến Park Ha bị xấu mặt, cô ta chê bai Park Ha xuất thân bần hàn, cơ bản là không hậu môn tương đối, à quên, môn đăng hậu đối với gia đình Haejun, nên gia đình Haejun chắc chắn sẽ không đồng ý cho họ kết hôn. Lời nói của cô ta khiến Haejun nóng mắt tắt miệng nó nụ cười. Anh bảo bạn gái cũ nói năng cẩn thận, nhưng hành động tiếp theo của Park Ha khiến tất cả đều không ngờ tới. Khi Haejun không hiểu gì tưởng Park Ha bị đau bụng, không ngờ vị hôn phu của bạn gái cũng lại hiểu ngay. Chắc không phải do bụng dạ có vấn đề đâu, mà là bị nghén đấy. Lần này Park Ha chơi lớn rồi, cho Haejun một phát làm bố luôn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Haejun vô cùng không hài lòng về biểu hiện vừa rồi của Park Ha, vì cô khiến anh đang từ độc thân vui vẻ, tự dưng bây giờ lại trở thành bố trẻ con. Mà Park Ha thẳng thừng nói, chỉ có cách đó mới đánh bại được bạn gái cũ của anh, để cho cô ta thấy, không có cô ta anh cũng vẫn sống rất tốt. Haejun nghe xong thấy cũng có lý, bởi vì nghén nên lúc nãy không ăn được gì. Nhìn Park Ha nghịch ngợm, Haejun chỉ biết đứng cười. Về đến nhà, Haejun nhìn chiếc nhẫn thì bất giác nhớ lại hình ảnh của Park Ha ngày hôm nay. Điều anh không biết là, Park Ha từ giây phút này chính thức bước vào trái tim anh. Park Ha hay đưa con đến làm việc tại công ty, sau khi biết cô có trình độ học vấn thấp thì cô bị đồng nghiệp xa lánh và khinh thường. Thời đại này thì học hành chăm chỉ để làm gì, trình độ học vấn cao đến đâu cũng không thể đánh bại những người có mối quan hệ rộng rãi, hơn thế nữa còn yêu đương với cấp trên. Đúng đó, cô nói đúng lắm, Park Ha chỉ biết cố nhịn buồn bực nốc rượu. Haejun cũng vừa tụ tập xong, sau bữa tối thì để ý thấy Park Ha đang ở đó, nghe thấy đồng nghiệp chế giễu cô. Còn cô thì uống nhiều rượu như vậy, nên anh không thể yên lòng rời đi. Ngay khi Haejun định đi vào giải vây cho cô, thì cô sau khi uống say bỗng biến thành một chiến thần, trực tiếp dùng thiết đầu công dạy cho mấy mụ đàn bà lắm chuyện đó một trận. Haejun ở bên ngoài nhìn thấy thì ngây người, chiến thần Park Ha lúc này thật sự có thể lấy một địch năm. Điều này khiến các đồng nghiệp sợ hãi bỏ chạy, mà Park Ha say khướt sau đó cũng ngã ra đất. Cho đến khi Haejun đến thì cô mới dỡ bỏ được tất cả sự phòng bị. Cô ôm lấy Haejun, sao bây giờ anh mới đến, anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không? Lúc này Park Ha lầm tưởng Haejun là chồng mình, nên gục vào lòng anh như một cô vợ nhỏ bé bị bắt nạt, mà Haejun bất giác thì thầm. Anh xin lỗi, anh đã đến muộn rồi. Chẳng bao lâu anh đã đưa Park Ha về đến nhà, nhưng đúng lúc này anh hàng xóm bên cạnh nhìn thấy, liền nhanh chóng cõng Park Ha vào bên trong. Haejun không hiểu sao có chút tức giận, tại sao anh ta lại ra vẻ thân thiết với cô ấy như vậy nhỉ? Dưới sự chăm sóc của những người hàng xóm, Park Ha đã được dàn xếp chỗ ngủ nhanh chóng. Hôm sau, khi Park Ha tỉnh lại, biết được chính Haejun đưa cô về nhà thì đã vội vàng chạy đến lau dọn xe cho anh. Vừa nhìn thấy cô thì anh đã dặn dò, từ nay về sau không nên hành động lỗ mãng như hôm qua nữa. Sau đó lấy ra nước mật ong anh đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô, vì anh biết dạ dày của cô hôm nay sẽ khó chịu vì hôm qua uống quá nhiều rượu, chẳng lẽ đây là vừa đánh vừa xoa sao? Thì sao, nếu cô không thích thì thôi, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Park Ha rất vui khi được Haejun quan tâm. Rất nhanh, chuyện ồn ào đã đến tai mẹ của Haejun, bà ta nhân cơ hội này gọi Park Ha đến để trách mắng, Park Ha trước mặt bà ta chỉ có thể cúi đầu. Sau đó mẹ Haejun tìm đến anh phàn nàn về nhân cách của Park Ha, nhưng Haejun không để tâm đến những lời mẹ anh nói. Trực tiếp nói ra là do đồng nghiệp của cô gây sự trước, còn nói trước khi vào đây, anh đã nhìn thấy Park Ha lau dọn trước cửa. Những công việc như vậy không phải một nhân viên công ty nên làm, Haejun như một lá chắn, cứ thế bảo vệ cho Park Ha bất cứ lúc nào. Sau đó, khi anh vừa ra ngoài thì Park Ha bị anh làm giật mình liền trực tiếp ngã vào lòng Haejun. Nhìn cô bị lạnh tay vào mùa đông, anh liền đưa găng tay của mình cho cô ấy, trái tim Park Ha hết lần này đến lần khác được Haejun sưởi ấm. Tối đó, Haejun nhìn thấy Park Ha ra ngoài cõng theo con trên lưng rất vất vả, nên anh đã lập tức lên một kế hoạch nhỏ. Anh muốn chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ đặc biệt vào ngày Giáng sinh. Anh đặc biệt tổ chức một sự kiện Giáng sinh tại công ty, sau đó sử dụng thẩm quyền của cấp trên để buộc Park Ha đến công ty. Park Ha người không biết gì bức bối nghĩ rằng ngày nghỉ còn phải đi tăng ca, mà không biết Haejun đang vì cô mà chuẩn bị một niềm vui nho nhỏ. Haejun đem hết tất cả giấy rút thăm trúng thưởng, đổi quà tặng thành xe đẩy em bé. Cùng lúc đó, Park Ha với vẻ mặt không tình nguyện đến công ty, Haejun dặn dò ông già Noel phải chắc chắn để cho cô gái cõng em bé bốc thăm. Sau đó anh nhanh chóng trốn đi. Theo kế hoạch, ông già Noel đến trước mặt Park Ha. Park Ha chỉ định bóc thử một tờ xem vận may của cô thế nào. Sao vậy ạ? Xe đẩy em bé. Xe đẩy em bé sao? Park Ha rất vui vì đây là chiếc xe đẩy mà cô luôn mong ước. Cùng lúc đó, Haejun giả vờ trùng hợp bước tới. Park Ha không kiềm được liền chia sẻ rằng, tôi bốc thăm được xe đẩy đấy. Xe đẩy sao? Bởi vì quá đắt nên chưa bao giờ nghĩ sẽ mua một chiếc. Đây là giấc mơ hay hiện thực vậy? Park Ha cứ thế không biết tất cả đều là kế hoạch của Haejun, vì đây là chiếc xe đẩy đầu tiên của củ cải nhỏ. Haejun đề nghị đi một vòng xem thử độ bền của xe.
Hae-jun cùng Park Ha tập đẩy xe đẩy trong công viên, sau đó lại giả vờ nói vì công việc để dành thời gian bên cạnh hai mẹ con. Ba người cùng nhau đến một nhà hàng, Hae-jun chơi đùa cùng em bé trông như một ông bố hiền từ. Park Ha nhắc nhở Hae-jun mau tìm người kết hôn đi, vì sau này nếu có con, anh nhất định sẽ là một ông bố tốt. Không ngờ những lời nói đó lại làm Hae-jun không vui, nói việc của anh không cần cô phải lo, điều này khiến Park Ha cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này nhân viên đi tới muốn chụp cho họ một bức ảnh gia đình. Park Ha đang định từ chối thì Hae-jun lại đồng ý luôn, lấy lý do chụp ảnh làm kỷ niệm cho em bé. Anh bảo Park Ha hãy hợp tác một chút, thực ra trong lòng anh sớm đã coi mình là bố của em bé rồi, cuối cùng họ đã có một bức ảnh gia đình. Hae-jun được Park Ha đưa về nhà thì tình cờ gặp được anh hàng xóm bên cạnh. Anh ấy cũng mua một chiếc xe đẩy cho củ cải nhỏ. Tuy rằng món quà của anh không có dụng tâm giống như Hae-jun, nhưng điều này vẫn làm cho Hae-jun cảm thấy bị đe dọa. Về đến nhà, Hae-jun nghĩ tới nghĩ lui, sợ Park Ha sẽ bán chiếc xe đẩy của anh đi, nên anh cố ý gọi điện thoại cho cô, hỏi Park Ha chọn chiếc xe nào. Cho đến khi Park Ha nói là sẽ để lại chiếc xe rút thăm trúng thưởng thì Hae-jun mới thở phào, khóe miệng còn không kiềm được cười tươi như hoa. Nhưng câu kế tiếp mà Park Ha nói làm anh tuột cả cảm xúc, cô nói chiếc xe trúng thưởng đã dùng rồi, vì thế bán đi cũng chỉ là đồ cũ. Chiếc xe anh hàng xóm tặng còn chưa bóc nên trả lại sẽ không bị lỗ tiền. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ cần để lại chiếc xe của mình, Hae-jun cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Vài ngày sau, Hae-jun có dự án đi công tác nước ngoài, điều này đã khiến Park Ha nhớ tới chồng mình, vì cũng do đi công tác nên anh mới mất mạng. Từ đó âm dương cách biệt với cô, nước mắt Park Ha không kiềm được mà rơi xuống, cô nắm lấy tay Hae-jun hỏi anh không đi công tác có được không? Hae-jun không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn trấn tĩnh Park Ha rằng mình sẽ bình an quay về. Trên máy bay, Hae-jun lại ngắm nhìn bức ảnh gia đình của mình, mà không biết rằng lúc anh vừa rời đi thì Park Ha bên này đã xảy ra chuyện. Mẹ của Hae-jun thừa dịp anh đi công tác nên đã lên kế hoạch để đuổi Park Ha ra khỏi công ty. Bà ta sai người bảo Park Ha đưa tặng một bức tranh quý giá bằng một chiếc xe có cài định vị sẵn. Lúc trên đường đi đưa tranh thì chiếc xe đối diện cố tình chuyển làn đột ngột. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi cô xuống xe để kiểm tra mà không hề biết có người đang theo dõi mình từ phía sau. Tài xế đối diện cũng liên tục nhận lỗi sai về mình, còn đề nghị bồi thường đầy đủ. Lúc này khi Park Ha không chú ý thì từ đằng sau một người nào đó đã lấy đi bức tranh. Park Ha thấy tài xế vô cùng thành khẩn, tâm tư đơn thuần nên cô chỉ chụp vài tấm ảnh và trao đổi danh thiếp mà không nhận ra rằng đây là một âm mưu. Cho đến khi đến được địa chỉ cần giao tranh, Park Ha mới phát hiện ra bức tranh đã biến mất. Bức tranh đâu rồi? Chuyện này là sao? Khi ông nội của Hae-jun biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức muốn sa thải Park Ha. Lúc này bà mẹ Hae-jun còn hô hoán muốn bắt trộm, nói Park Ha nổi lòng tham nên giả vờ làm tranh của bà ta bị trộm đi. Park Ha trong lòng tràn đầy uất ức, tôi thật sự không làm như vậy. Cùng lúc đó, Hae-jun cũng vừa đến khách sạn. Anh gọi cho Park Ha định báo chuyến bay bình an. Park Ha sau khi nghe được giọng của Hae-jun thì không kiềm được bật khóc. Hae-jun nghe được liền không ngừng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Park Ha vì không muốn làm Hae-jun lo lắng nên nói cô không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Sau đó cô vội vàng cúp máy. Park Ha tìm được công việc mới tại một tiệm rửa xe mà Hae-jun mỗi ngày đều trông chờ tin nhắn trả lời của cô. Nhưng Park Ha bây giờ nhận ra thế giới của hai người quá khác biệt, nên cô trở nên lạnh nhạt hơn. Để trở về nước nhanh hơn, Hae-jun ngày đêm làm thêm để đẩy nhanh dự án. Sau vài ngày anh cuối cùng cũng trở về, vừa mới về tới công ty, thì từ miệng bà dì anh biết được Park Ha đã bị sa thải. Anh vội vã đi tìm mẹ mình, nghi ngờ tất cả mọi chuyện là do bà lên kế hoạch. Nếu việc này thật sự do mẹ làm ra, thì con tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Anh sau đó nhanh chóng đi tìm Park Ha, từ anh hàng xóm anh biết được địa chỉ tiệm rửa xe nơi Park Ha đang làm việc. Khi hai người gặp lại nhau, giống như cả hai đã bỏ lỡ một thứ gì đó, nhìn dáng vẻ của Park Ha bây giờ, Hae-jun không muốn nói nhiều, chỉ muốn đưa cô rời đi. Anh làm gì vậy? Em nên nói với anh những chuyện đã xảy ra chứ, điện thoại không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, em làm gì mà như đồ ngốc vậy? Nếu anh biết được thì anh sẽ không để em như thế này. Đi với anh được không? Nhưng Park Ha lạnh nhạt nói cô phải làm việc, nếu anh không có chuyện gì khác thì rời đi cho. Vì cô không muốn anh thương hại mình, cô có thể tự mình nuôi sống bản thân. Hae-jun trở lại văn phòng căn bản không yên lòng trong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau. Thì anh từ lâu đã nhận ra trái tim mình thật sự như thế nào, chỉ là chưa có cơ hội nói ra mà thôi. Anh sau đó tìm đến Park Ha một lần nữa. Nhìn cô ấy làm thêm giờ giữa trời đông một mình thì anh rất đau lòng. Cùng lúc đó, ống nước xảy ra sự cố, Hae-jun vội vàng chạy đến che chắn cho Park Ha.
Nhân cơ hội này anh cũng thẳng thắn nói ra tình cảm trong lòng mình. Em như thế này, anh thật sự không thể giả vờ như không thấy được, anh chịu không nổi mất. Anh thích em, Bắc Hà à? Anh bây giờ đang nói gì vậy? Anh nói anh thích em, anh sẽ làm bố của củ cải, anh sẽ chăm sóc cho em và con, như vậy không được sao, anh thật sự rất thích em. Nhưng khi đối mặt với lời tỏ tình ấm áp như vậy, Bắc Hà đứng ngây ngốc vài giây liền bảo He Jun nhanh chóng về đi, vì cô cho rằng anh chỉ đang thương hại cho hoàn cảnh của mình mà thôi, mà cô không biết rằng He Jun đã khổ não rất lâu. Mới lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm đó, anh mong Bắc Hà có thể nghiêm túc suy nghĩ những gì mà anh nói. Bắc Hà lại cứng miệng bảo, anh đối với tôi một chút hứng thú cũng không có. Vậy tại sao lúc đó em lại khóc, không phải chỉ trước mặt anh? Em mới như vậy sao? Nhưng Bắc Hà một mực muốn chối bỏ tất cả, nhìn thấy Bắc Hà như vậy, He Jun đành phải thất vọng rời đi. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa rằng anh đã bỏ cuộc. Nhìn những món quà kỷ niệm mà anh đã mua cho củ cải nhỏ, He Jun lập tức thi triển kế hoạch theo đuổi Bắc Hà. Về đến nhà, Bắc Hà nhìn con mình rồi hồi tưởng lại những gì mà He Jun đã nói. Cô mượn tên của một người bạn để hỏi chuyện với người hàng xóm của mình. Bạn cô nói rằng khi cô ấy nghe thấy giọng nói của người đó, thì đột nhiên nước mắt không kiềm được rơi xuống. Cô hàng xóm nghe vậy liền khẳng định bạn của Bắc Hà đã thích người đó rồi. Nghe được đáp án, Bắc Hà liền tỏ vẻ chuyện đó là không thể, vì lúc này cô không dám thừa nhận tình cảm của mình, không phải bạn em mà là em phải không? Không phải đâu, không phải em mà. He Jun nửa đêm càng nghĩ càng tức giận, liền gọi cho Bắc Hà, chất vấn cô tại sao cô không chịu đối mặt với lời tỏ tình của anh, vì quá ấm ức mà chuyển sang trách móc Bắc Hà đủ điều. He Jun trong đêm càng nói càng hăng, mà bên này Bắc Hà cứ ngáp liên tục. Không phải anh tự khen đâu, nhưng những người muốn hẹn hò với anh thì xếp hàng dài đến mấy chục km đấy nhé. Nghe He Jun cằn nhằn chừng nào thì Bắc Hà buồn ngủ chừng đó, cuối cùng cô trực tiếp ngủ luôn bên cạnh củ cải nhỏ. Này, anh nói đến như vậy mà sao em lại không nói gì, em ngủ rồi hả? Điều này làm cho He Jun tức không chịu được. Ngày hôm sau, He Jun đến tiệm rửa xe tranh việc, đem xe đến tiệm rửa xe nhưng tự mình rửa luôn, còn tuyên bố sẽ giúp Bắc Hà tìm lại bức tranh bị mất để cô có thể trở lại làm việc. Về đến công ty, anh liền bảo trợ lý tìm tư liệu của bức tranh, sau đó giả vờ là người mua bức tranh gọi cho phòng trưng bày. Khi xác nhận thông tin anh liền lên đường, quả nhiên vừa đến nơi thì gặp mẹ anh đang ôm bức tranh từ phòng trưng bày đi ra. He Jun nhanh chóng đem chuyện tìm được bức tranh nói cho Bắc Hà biết, nhưng không nói đó là do mẹ anh làm. Bắc Hà biết chuyện thì vô cùng mừng rỡ, làm sao nó lại ở đó được. Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh sẽ tìm được nó cho em mà, nên em cũng phải có trách nhiệm suy nghĩ về tình cảm của anh một chút đi. Trên xe He Jun lại không kiềm được, muốn nói về chuyện anh thổ lộ tối hôm đó. Bắc Hà thấy không ổn, cô liền giả vờ ngủ thiếp đi. Này này này, sao tự dưng lại lăn ra ngủ được chứ? Trên đường trở về thì bị kẹt xe, đáng ra He Jun phải đi gặp khách hàng lớn vào tối nay, nhưng bà dì lại ra sức tranh chấp chỗ đứng cho con mình làm đại biểu quản lý, nên đã phải đổi thành chị họ đi. Bắc Hà tự trách khiến He Jun bỏ lỡ một buổi hẹn quan trọng, nhưng He Jun lại tỏ vẻ thích thú vì được cùng cô lái xe đi dạo. Nghe vậy Bắc Hà rất ngượng ngùng muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Này, không sao chứ? Không sao, không sao hết, anh về đi. Tại sao cô ấy lại như vậy chứ? Mình chỉ hỏi có sao không thôi mà. Quan hệ của hai người cứ thế vẫn không có gì thay đổi, cho đến hôm nay. Bắc Hà vì công việc bận rộn nên thường nhờ bà hàng xóm trông con giúp, nhưng không ngờ trên đường bà bị một hoạt động siêu thị hấp dẫn, lên cơn hưng phấn bà liền đặt đứa bé sang một bên. Sau khi điền được số báo danh bốc thăm trúng thưởng, liền vui sướng chạy về nhà nói cho chồng biết, cho đến khi chồng bà hỏi. Còn đứa bé thì sao? Đứa bé? Cái bà này bà đã làm gì vậy? Bà để đứa bé ở đâu rồi? Cố gắng nhớ lại mình để đứa bé ở đâu? Nhưng bà mãi vẫn không nhớ được, chẳng bao lâu Bắc Hà nhận được tin con mình bị lạc mất. Có chuyện gì vậy ạ? He Jun vội vàng đưa Bắc Hà đi tìm, Bắc Hà trên xe sợ hãi không biết làm sao, nói cô không thể sống được nếu mất đi con mình. He Jun một bên an ủi nói, nhất định sẽ tìm được đứa bé, vừa đến cửa hàng thì bà hàng xóm liên tục nói xin lỗi. Bà chỉ nhớ bản thân đưa đứa bé đến nhà trẻ để đưa bánh, sau đó thì không nhớ gì nữa, Bắc Hà nghe vậy thất thần muốn đi tìm con. Cũng may He Jun sau khi cẩn thận quan sát thì nhìn thấy nhãn dán trên cánh tay của bà hàng xóm, liền đưa Bắc Hà chạy đến siêu thị. Bắc Hà nóng lòng hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe ngay bên cạnh, nhìn thấy nguy hiểm, He Jun liền đẩy Bắc Hà ra khỏi đó, mặc dù anh bị thương nhưng vẫn thúc giục Bắc Hà vào trong tìm con. May mắn thay, vừa bước vào siêu thị thì Bắc Hà đã nghe thấy tiếng khóc của con mình, có rất nhiều bà thím vây xung quanh đứa bé. Khoảnh khắc nhìn thấy con mình, trái tim của Bắc Hà mới có thể đập bình thường trở lại, He Jun lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì anh cũng lo lắng không khác gì Bắc Hà, mấy bà thím thấy vậy không khỏi ghen tị trước gia đình ngọt ngào này. Bắc Hà không yên tâm với vết thương của He Jun, còn lo lắng mong bác sĩ phải kiểm tra cả đầu luôn một thể,
chồng cô không sao đâu, nên mong cô đừng lo lắng quá. Không, tôi không phải. Phải rồi, vợ tôi hay lo lắng như vậy lắm. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhưng nó khiến Hae-jun rất vui. Để cảm ơn, Bác Ha mời Hae-jun đi ăn thịt nướng. Hae-jun nhân cơ hội này liền nảy ra một ý tưởng. Anh giả vờ vì lúc nãy mà tay anh bị thương không nhúc nhích được. Nghe vậy, Bác Ha liền tự tay gắp thịt cho anh, nhưng mới ăn 2 miếng. Hae-jun vì ăn quá ngon đã tự lòi đuôi luôn, tay anh lúc này nhìn còn tốt hơn những ngày khác. Từ giờ anh tự mình ăn đi, ăn cho hết đấy. Nhìn Hae-jun như vậy, Bác Ha bảo cô sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Hae-jun sau đó lấy ra một lọ thuốc an thần cho Bác Ha, bảo nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Những quan tâm nho nhỏ như vậy làm cho cô không khỏi xao xuyến. Nhưng cô vẫn tỉnh táo lấy ra tờ báo đưa tin Hae-jun đã tốt nghiệp tại một trường danh tiếng. Cô nghĩ rằng một người tuyệt vời như anh thì nên tìm một người phù hợp hơn cho mình. Sau khi đưa Bác Ha về đến nhà, trước mặt cô, Hae-jun thú nhận nếu anh không phải một người tuyệt vời như cô đã nghĩ thì sao? Bác Ha nói rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nên dù chuyện có như thế nào thì cô vẫn tin anh là một người tốt. Không lâu sau, chuyện mà Hae-jun giả mạo bằng cấp đã bị ông nội phát hiện, ông nội rất tức giận nên không hề muốn nghe anh giải thích gì. Hae-jun sau đó đi uống rượu để giải sầu. Khi Bác Ha biết tin thì vẫn một mực tin rằng Hae-jun có nỗi khổ đằng sau, bây giờ cũng chỉ có Bác Ha là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho anh. Hae-jun kể lại cho Bác Ha mọi chuyện lúc trước, trong khi học tập ở nước ngoài, anh đã bị cướp, mà người bạn thân nhất của anh vì bảo vệ anh mà mất mạng. Trong khoảng thời gian đó, anh không còn tâm trí để học tập. Sau khi buông bỏ bản thân một thời gian dài anh mới vực dậy được, Bác Ha hiểu tâm trạng này. Cô ở bên khuyên Hae-jun nên anh đã dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Nhờ có sự khuyến khích của Bác Ha, Hae-jun trở về nhà giải thích tất cả với ông mình. Cuối cùng ông nội quyết định cho anh thêm một cơ hội để thừa kế sản nghiệp, với điều kiện là anh phải đi nước ngoài một lần nữa và phải lấy cho được bằng kinh doanh tốt nghiệp của trường Harvard. Nghe xong Hae-jun một lần nữa rơi vào thế khó, bởi vì nơi này đã có người mà anh không buông bỏ được. Con cần thời gian để suy nghĩ thêm, còn suy nghĩ cái gì nữa? Vì tiền tài của con mình, phu nhân tôn quý tìm đến Bác Ha, bà ta quỳ xuống cầu xin. Bác Ha vì Hae-jun cũng hứa rằng bản thân sẽ không làm vật cản trở tương lai của anh. Tối hôm đó, Hae-jun tìm đến Bác Ha. Anh nói vì cô anh có thể không đi du học, nhưng Bác Ha cố tình nói ra những lời cay đắng rằng trong lòng cô chỉ có chồng, không có chỗ cho Hae-jun. Lâu nay cô đối với anh chỉ có lòng cảm kích chứ không phải tình yêu. Hae-jun bị Bác Ha làm tổn thương thấu tim. Anh quyết định không để tâm đến cô nữa. Bác Ha cứ thế chỉ có thể giấu tình cảm của mình đi, cô không thể ích kỷ hủy hoại tương lai của Hae-jun được. Vì đau lòng, cô liền miệt mài làm việc để quên đi mọi thứ. Làm việc đến muộn thì đột nhiên sự cố xảy ra, máy sưởi trong phòng vì một lý do nào đó đột ngột bốc cháy. Bác Ha ra sức dập lửa nhưng bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ ngã xuống đất. Cùng lúc đó Hae-jun đang trên đường đến sân bay, trong đầu anh không ngừng nghĩ về những khoảnh khắc ở bên cạnh Bác Ha. Nếu những lúc anh gặp khó khăn mà có người nắm lấy tay anh như thế này, thì nhớ bắt họ nắm lại 10 lần nhé, vì nó có thể cho anh thêm sức mạnh đấy. Không kiềm lòng được, Hae-jun quyết định đến gặp Bác Ha lần cuối trước khi đi. Nhưng không ngờ khi đến nơi lại nhìn thấy cả căn phòng đang bốc cháy. Bác Ha nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Hae-jun ngẫm lại có chút sợ hãi, vì nếu anh không đến kịp thì không biết chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Bác Ha thức dậy ngay sau đó, khi nhìn thấy vali của Hae-jun, cô mới ý thức được vì cô mà Hae-jun không thể xuất ngoại. Này, bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh đấy, anh không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần ở bên anh là được rồi. Đối mặt với Hae-jun như vậy, Bác Ha cũng không muốn dối lòng nữa. Thật ra em đã nghĩ đến nó rất nhiều lần, nghĩ rằng nếu lúc nào cũng có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Hae-jun lúc này có chút không dám tin, vì anh đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi. Nhưng điều nghênh đón anh sau đó là người ông đầy căm phẫn, khi thấy thằng cháu đáng ra giờ đang ở nước ngoài xuất hiện trước mắt mình. Điều khiến ông càng điên tiết hơn là khi biết lý do đằng sau chỉ vì một người phụ nữ. Không nói nhiều lời, ông liền đuổi Hae-jun ra khỏi nhà. Bác Ha hỏi Hae-jun về dự định sau này, Hae-jun thảnh thơi nói, anh đành phải lang thang đâu đó vậy, nếu không thì em nuôi anh đi. Em sao? Bác Ha vậy mà vẫn nghiêm túc hỏi, một tháng thì anh cần bao nhiêu tiền? Hae-jun liền nói tình hình bây giờ của anh không tốt nên chỉ cần 10 triệu một tháng là được. Nghe xong, Bác Ha sợ hãi vì mức lương hiện tại của cô làm cả năm cũng không ra 10 triệu. Dù có làm việc chăm chỉ một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà trong một tháng anh sẽ làm những gì mà cần đến 10 triệu. Anh chỉ đùa thôi. Thật là.
Haejun nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bác Ha thì không nhịn được cười. Thật ra anh đã có kế hoạch sẽ bắt đầu một doanh nghiệp, nhưng chỗ ở hiện tại thì chưa có nên anh đã theo Bác Ha về nhà cô. Mặc dù bây giờ Haejun không có gì, nhưng miễn là được ở bên cạnh người mình yêu thương, như vậy cũng đủ rồi. Nhìn thời tiết trở lạnh, sợ Bác Ha và con ra ngoài bị cảm, anh liền nghĩ điều đáng ra nên làm đầu tiên là phải mua một chiếc xe, nhưng Bác Ha nói không sao, sau đó giúp Haejun đeo cà vạt, Haejun thừa cơ hội liền hôn cô một cái. Anh làm gì vậy? Con vẫn đang ở đây mà. Nghe vậy Haejun liền hôn củ cải nhỏ một cái. Củ cải nhỏ à? Con cũng được hôn rồi nên không được ghen tị với mẹ đâu nhé. Cứ nghĩ rằng họ có thể tiếp tục ngọt ngào như vậy. Nhưng tối đó, khi Haejun giúp Bác Ha tìm đồ cho con, thì vô tình phát hiện một USB được giấu dưới đế giày của người chồng quá cố. Sự tò mò thúc đẩy anh mở ra xem. Mà bên trong lại là tư liệu tài chính về mẹ anh đã chiếm đoạt tiền của công ty. Từ đây, anh cũng nhận ra cái chết của chồng cũ Bác Ha có liên quan đến mẹ mình. Haejun định nói tất cả mọi chuyện với Bác Ha, nhưng lại lo lắng hai người sau này không thể bên nhau như bây giờ. Nếu anh nói ra sự thật thì chúng ta phải làm sao? Nội tâm rối rắm, anh đành một mình uống rượu. Sáng sớm hôm sau, Haejun đến tìm mẹ mình, hy vọng rằng bà ấy có thể đi đầu thú để nhận được sự tha thứ của Bác Ha, nhưng người mẹ nói rằng bà làm vậy chỉ vì để anh có thể trở thành người quản lý công ty. Hơn nữa, lúc trước đã cho chồng của Bác Ha một khoản tiền lớn, cũng không nghĩ rằng người chồng lại gặp tai nạn qua đời, nhìn người mẹ vô tâm cứng miệng trước mặt, Haejun tức giận rời đi. Nội tâm bị giày vò làm anh không thể nào ở bên cạnh Bác Ha được nữa. Haejun dẫn theo củ cải nhỏ đi mua đồ cần dùng đến lúc đứa bé 4 tuổi. Sau đó anh đợi ở trạm xe bus chờ Bác Ha tan làm về nhà, đưa cô đi mua quần áo mùa xuân, chiếc váy màu vàng nhạt càng tôn lên vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô. Đẹp thật đấy, rất hợp với em. Bên này người mẹ tìm đến ông nội để nhờ sự giúp đỡ, nhưng ông ta cũng không muốn gặp rắc rối nên để ai làm người đó chịu, đối mặt với áp lực của cha chồng và con trai. Người mẹ cảm thấy chán nản. Haejun sau khi ổn định mọi thứ liền đem con đến chỗ Bác Ha làm việc, mà hình ảnh gia đình ấm áp của ba người bị mẹ Haejun nhìn thấy. Điều này cũng làm bà bị đả kích sâu sắc, mẹ nó thì sắp chết đến nơi, còn nó lại đi làm cha của con thằng khác, còn nói chuyện cười đùa với con nhỏ chết tiệt đó, đúng là thằng tồi. Tuy nhiên tối đó, khi Bác Ha nhận được điện thoại của mẹ Haejun, sau khi nói chuyện với cô, bà mới biết được Haejun vẫn chưa nói gì với Bác Ha. Cuối cùng bà chỉ nhờ Bác Ha sau này hãy chăm sóc Haejun thật tốt. Bác Ha từ cuộc nói chuyện nhận thấy có gì đó không ổn. Cô hỏi Haejun có chuyện gì xảy ra không, nhưng Haejun chỉ làm lơ cho qua chuyện. Nửa đêm Bác Ha không yên tâm, liền gọi cho bạn gái của tổng giám đốc. Khi bà đi đến kiểm tra thì phát hiện di thư mà mẹ Haejun để lại và hộp thuốc ngủ vừa dùng hết trên bàn. May mắn thay bà được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau khi tỉnh lại được biết chính Bác Ha đã cứu mình thì bà liền lấy lại được lương tâm. Bà sau đó chủ động tìm đến Bác Ha thú nhận hết mọi thứ. Cũng vì bà mà chồng cô lại chết thảm như vậy. Sau cùng bà tự mình tìm đến đồn cảnh sát, tôi đến để đầu thú. Cùng lúc đó luật sư đồng phạm cũng bị cảnh sát truy nã. Ông ta mất hết lý trí, tìm đến Bác Ha để trả thù. Sau khi khởi động xe, ông ta liền đâm thẳng về phía Bác Ha. Haejun khi nhìn thấy Bác Ha gặp nguy hiểm liền xông ra che chắn cho cô. Rất nhanh anh được đưa đến bệnh viện, Bác Ha lúc này đau đớn cầu nguyện, mong Haejun đừng xảy ra chuyện gì. Sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật thì cô được biết cuộc phẫu thuật tương đối thành công, dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng anh vẫn trong tình trạng hôn mê, Bác Ha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô liên tục xin lỗi chủ tịch, Haejun vì cứu mình mới trở thành như vậy, nhìn cô gái dường như suy sụp trước mắt, ông cũng không nỡ nói ra những lời trách móc. Bác Ha hy vọng cô có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Haejun, chủ tịch nhìn vào cô gái mà cháu mình liều mạng cũng muốn bảo vệ, thì ông không ngăn cản chỉ lẳng lặng rời đi. Từ hôm đó Bác Ha luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Haejun. Mà mẹ của Haejun nhờ đi tự thú mà được giảm án, sau khi tại ngoại, bà lập tức đến thăm con trai mình. Lúc trước nếu không phải do mẹ cố chấp, thì Haejun của mẹ cũng không bị như thế này. Mẹ thật sự sai rồi. Con đừng giận nữa mà mở mắt ra được không? Nhìn Bác Ha vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con trai mình, bà rất biết ơn cô. Bác Ha lúc này nói rằng, nếu anh ấy không tỉnh lại thì con vẫn sẽ ở đây không đi đâu cả, con sẽ ở bên anh ấy hết cuộc đời này. Thật sự cảm ơn con. Tuy nhiên không lâu sau, Bác Ha nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng Haejun đã tỉnh lại. Bác Ha nghe xong liền vội vã chạy đến bệnh viện. Haejun à? Nhưng lúc Haejun nhìn thấy cô lại không có biểu hiện gì. Anh không nhận ra em sao? Haejun lúc này vẫn không nói gì.
Bác Ha trong phút chốc hoảng hốt. Phải làm sao đây? Ngay khi cô chuẩn bị đi gọi bác sĩ, thì Hae-jun ngăn cô lại. Làm sao anh không nhớ em được chứ? Bác Ha bật khóc thất thành. Hai người trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng đã về bên nhau. Sau đó bác Ha trở về khách sạn làm việc, hàng ngày tan làm, cô lại tới bệnh viện đẩy Hae-jun đi dạo. Mẹ Hae-jun cũng nhận nhiệm vụ trông con cho bác Ha. Vài tháng sau, bác Ha rời khỏi khu trọ nhỏ, chuẩn bị chuyển tới nhà Hae-jun. Kể từ đó bác Ha và con đã có chỗ dựa. Dù cho con đường phía trước còn đầy khó khăn trắc trở, chỉ cần lạc quan, không bỏ cuộc, thì tương lai tươi sáng sẽ chờ đợi bạn ở cuối con đường. Bộ phim kết thúc, Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim lần sau.